cái mắt đẹp kìa. Đó, em vàng này, vàng cái nha, nó 2 tháng rưỡi, gần 3 tháng. Đó, chỉ cái điều là nó hơi nhát thôi. Giờ mình đã tập xích rồi thì giờ ai có điều kiện á thì chơi với em nhiều hơn để nó dạng, hoặc là xích ở nhà dần dần nó quen, chơi nó nhiều thì nó quen mình thôi. Bạn ơi, xét xét thôi.